Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 33 trong chuỗi 50 video đọc hiểu JLPT N1. Vẫn là cái dạng bài tìm về cái ý nghĩa của đại từ chỉ thị. Trong bài này mình bắt gặp rất là nhiều các cái đại từ chỉ thị và cùng nhau phân tích cụ thể và rút kinh nghiệm trong những cái bài đọc tiếp theo. Bài này có cái nội dung câu hỏi là ý nghĩa của cái phần gạch chân có nghĩa là gì. Thì khi mà tìm hiểu về ý nghĩa của phần gạch chân, chúng ta sẽ thường đi tìm một cái câu nào đấy hoặc là một cái đoạn nào đấy nó tương ứng. Thì bây giờ mình sẽ cùng phân tích và thử đọc nó xem như thế nào nhé. Các bạn nhớ là làm bài trước khi check đáp án nha. Câu hỏi của mình là gì đấy ạ? Chisana tateana o fukaku horitsuzukete ruto wa dono yo na imi ka. Ý nghĩa của cái câu gạch chân này có nghĩa là gì? Mình tạm dịch cái phần gạch chân ở đây đó là gì ạ? Tiếp tục duy trì đào sâu những cái lỗ nhỏ, đúng không? Thì là mang cái ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ đầu của bài văn này nhé. Donna sasai na koto gara ni tsuite demo sore o aishi sono koto ni tsuite serabetari tameshitari shite iru ichigun no hitobito ga kanarazu iru. Ở đây mình nhìn vào các cái dấu phẩy này, cho dù là này, cho dù là, bất kể, koto gara ở đây là bất kể nội dung gì hay là thứ gì, dù nó có nhỏ bé đến thế nào đi chăng nữa, donna sasai na koto gara ni tsuite demo thì kanarazu iru này, kiểu gì thì kiểu này, cũng sẽ có ichigun no hitobito, một nhóm người như thế nào thì là một nhóm người yêu chúng này. Aishi là đây là dạng kết lửng, đúng không? Mình sẽ hiểu là yêu chúng này, yêu các cái koto gara đấy đấy. Rồi shirabetari là tìm hiểu về chúng này, là tìm hiểu về các cái koto gara đấy, các cái nội dung cho dù nhỏ bé đến mấy đi chăng nữa thì kiểu gì thì kiểu cũng có một nhóm người yêu chúng, rồi tìm hiểu về chúng này, cũng như là thử nghiệm về chúng. Sonoyo na hitobito wa tsuzo chikyuzo no kakuchi ni sanzai shite sorezore hibi no kurashi o okutte wa iru no da ga yahari sono koto ni tsuite no komagoma shita zouhou ya sasayaka na hakken o toki ni koukan shitari hikaemi ni ziman shitaku naru mono de aru. Ở đây mình nhìn cái câu này rất dài và tiếp tục nhìn vào các cái dấu phẩy thì chúng ta sẽ thấy như sau. Cái chủ ngữ của mình là những cái người như vậy, là những cái người mà yêu rồi tìm hiểu cũng như là thử nghiệm những cái điều nhỏ nhặt đấy. Thì thông thường họ sẽ kurashio kutteru là họ sống cái cuộc sống hàng ngày và rải rác ở khắp các nơi trên trái đất này. Cái từ sang dài ở đây là tồn tại rải rác hoặc là sống rải rác ở khắp các nơi ở trên thế giới. Nhưng mà tuy nhiên, đúng không? Yahari là quả đúng là làm sao? Quả đúng là ở đây mình thấy cái từ ố ở cái dấu phẩy đầu tiên, mình đi tìm cái động từ là koukan shitari này, hikaemi ni jiman shitaku naru này, cộng với lại mono de aru. Mono de aru ở đây là cấu trúc ngữ pháp, thông thường là, thường thức nó là như vậy. Mình dịch ở đây tạm dịch sẽ là thông thường là, đúng không? Mặc dù là những cái người như vậy sống ở khắp các nơi, đúng không? Nhưng mà quả đúng là họ sẽ thường làm sao? Họ sẽ thường trao đổi này. Tokini ở đây là thỉnh thoảng, đôi khi họ sẽ thường trao đổi này, cũng như là rất là muốn thỏa mãn, đúng không? Tự mình thỏa mãn một cách đầy khiêm tốn. Cái từ hikaemeni ở đây là thỏa mãn một cách đầy khiêm tốn về những cái phát hiện, những cái phát kiến rất là sasayakana, những cái phát kiến rất là nhỏ nhoi này, hoặc là những cái thông tin rất là chi tiết cụ thể về những cái điều đó. Có nghĩa là gì ạ? Hai cái câu này mình kết hợp lại với nhau là gì? Cho dù là điều nhỏ bé đến mấy đi chăng nữa, kiểu gì cũng có người yêu nó, tìm hiểu về nó. Họ sống ở rất là nhiều nơi khác nhau, nhưng mà họ thường rất muốn được trao đổi này, họ muốn được thỏa mãn một cách đầy khiêm tốn về những cái phát kiến rất là nhỏ nhoi hay là những cái thông tin rất là chi tiết về những cái điều đó. Sokode, vì vậy cho nên là hitobito wa wave ga hattatsu suru zutto izen kara samazama na hōhō ni yotte otagai no sonzai o shiri samazama na hōhō ni yotte otagai no sonzai o shiri teiki teki ni atsumau koto o yakusoku shi atta. Chính vì vậy cho nên mà mọi người ở đây thì vẫn là những cái người mà được nhắc tới ở trên nhé. Sonoyo na hitobito này này, những cái người như vậy thì từ rất lâu trước khi mà web phát triển thì là bằng nhiều cách khác nhau thì họ đã làm sao otagai no sonzai oshiri, là họ biết về cái sự tồn tại của nhau bằng nhiều các cái cách thức khác nhau, và có những cái yakusokushi atta, có những cái lời hứa hẹn về cái việc mà tập hợp một cách định kỳ. Hitobito wa sonokoto ga suki de zutto suki de ari tsuzuke soshite chisana tateana o fukaku hori tsuzukete iru toiu ten dake o kyouyuu shite iru. Hitobito ở đây là tiếp tục, là mọi người thì là rất là thích những cái điều như vậy. Những cái điều như vậy ở đây thì mình thấy nó lặp lại từ đầu xuyên suốt của cả bài rồi. Ngay từ đầu đây là Sonokoto 1 này, Sonokoto 2 này, thì là mình đã phân tích nó chính là cái Donna Sasai na Kotogara rồi. Họ rất là thích những cái sự vật sự việc, những cái nội dung rất là chi tiết rồi nhỏ nhặt ấy này. Rồi Zutto Tsukide Arichizuke là tiếp tục duy trì cái việc yêu thích đó trong suốt một thời gian, đúng không? Zutto ở đây là ý là trải dài một cái thời gian rất là lâu ấy, mà nó lại đi với cái từ Tsuzuke ru này, gọi là duy trì rồi tiếp tục yêu thích chúng này. Và Soshite Chisana Tateana o Fukaku hori tsuzukete ru, rồi lại làm sao tiếp tục đào sâu hơn nữa các cái hố sâu nhỏ bé và chỉ chia sẻ với nhau những cái điều như vậy mà thôi. Thì đọc đến đây chúng ta đã hiểu cái ý của cái câu gạch chân này chưa ạ? Thì trong cái bài này ấy, nó được ngắt ra thành hai ý vô cùng rõ ràng thông qua cái từ nối, đó là sokode. Ở đằng trước thì người ta nêu ra cái trạng thái là kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có một nhóm người yêu thích một cái sự vật sự việc nào đấy, cho dù là nó rất là nhỏ nhoi, nên là họ sẽ cùng nhau có những cái buổi họp định kỳ này, rồi họ biết về cái sự tồn tại của nhau, rồi thông qua một cái hình thức nào đấy họ tập hợp lại với nhau. Và thông qua những cái buổi họp định kỳ đấy, họ lại tiếp tục chỉ chia sẻ với nhau về những cái nội dung mà họ còn đào sâu hơn nữa, về những cái điều nhỏ bé mà họ yêu thích ấy. Nên là cái ý nghĩa của cái Chisana Tateana o Fukaku Horichizukete ở đây nó mang cái ý nghĩa là họ chia sẻ với nhau về những cái nội dung, những cái điểm mà họ đào sâu hơn nữa, về những cái điều mà tưởng chừng như rất là nhỏ nhoi và rất là nhỏ bé. Và đó là những cái điều mà họ đã rất là thích, và họ duy trì cái sở thích đấy trong suốt một thời gian dài, rồi chia sẻ với nhau thông qua những cái buổi họp như vậy, thông qua những cái buổi gặp mặt định kỳ như vậy. Nên là bây giờ mình sẽ tìm cái phần câu hỏi, cái phần đáp án ở đây. Câu 1 là gì ạ? Hiroi sekai no naka ni hon no sukoshi dake iru nakama o samazama na houhou de sagashi tsuzukete iru, là ý nghĩa của cái câu gạch chân này. Theo câu số 1 người ta sẽ giải thích là mọi người tiếp tục này, đào sâu, mà là nghĩa là tiếp tục duy trì tìm kiếm những cái người bạn đồng hành mà chỉ có một phần rất là nhỏ trong cái thế giới rộng lớn bằng nhiều cái cách khác nhau. Ở đây không phải là sagashi cái nakama này, mà là gì ạ? Sagashi những cái sasai na kotogara này này, đúng cả nhà. Nên là cái ý của cái câu này bị sai nhé, không phải đi tìm những cái người bạn mà họ biết về nhau, sau đó là họ chia sẻ với nhau về những cái nội dung mà họ đào sâu được từ những cái sasai na kotogara đấy. Nên đáp án câu 1 này bị sai này. Câu số 2 là gì ạ? Jibun ga aishite iru sasai na kotogara ni tsuite kuwashiku shirabe tsuzukete iru. Câu này nghĩa là tiếp tục tìm hiểu một cách chi tiết về các cái nội dung rất là nhỏ bé mà bản thân mình yêu thích, thì nó chính là ý của cái đoạn văn này rồi. Có nghĩa là họ rất là thích những cái sasai na kotogara đấy này, rồi họ tiếp tục duy trì cái sở thích đó này, sau đó là họ chỉ chia sẻ với nhau về những cái điểm mà họ tiếp tục đào sâu hơn nữa về cái sonokoto đấy thôi. Nên cái sonokoto ở đây nó chính là sasai na kotogara rồi, đúng không? Thì nó chính là sasai na kotogara trong cái ý của cái câu này này. Tiếp đến là kuwashiku shirabe, thì nó bằng với cái ý là đào sâu hơn nữa đấy, đúng không? Đào sâu hơn nữa thì là tìm hiểu một cách kuwashiku rồi chi tiết hơn nữa về những cái sasai na kotogara, về cái sasai na kotogara đấy, đúng không? Còn cái jibun ga aishite iru thì nó chính là cái ý là họ suki rồi, họ yêu thích rồi. Nên đáp án của mình nó chính là cái số 2 nha. Câu 3 là gì ạ? Onaji mono ga suki na hitobito dake no semai sekai de motteru jouhou o koukan shi tsuzukete iru. Nghĩa là trong cái thế giới mà nhỏ bé, hạn hẹp, mà chỉ có những cái người mà yêu thích những cái thứ giống nhau thì họ tiếp tục trao đổi thông tin mà họ có. Không phải là trao đổi cái thông tin mà họ có, mà họ đào sâu, đúng không? Họ đào sâu tìm hiểu về chúng rồi chia sẻ cho nhau ấy, chứ không phải là mốt tê đự dô hồ. Với nữa là cái onajimono ga sukina hitobito dake no semai sekai này cũng không phải là cái ý ở trong bài này. Câu 4 là gì ạ? Jika ni umatteru furui mono o sagasu tame ni chisana ana o zutto hori tsuzuketeru, để mà tìm kiếm những cái đồ vật cổ được chôn ở dưới lòng đất thì họ tiếp tục đào sâu hơn nữa những cái hố nhỏ. Thì cái câu này sai hoàn toàn về ý rồi nha các bạn, nên đáp án của mình chỉ còn 2 thôi. Thì cái bài này để giải thích thì thực sự nó rất là khó, nhưng mà mong rằng là thông qua cái phần giải thích vừa rồi các bạn sẽ hiểu được cái ý mà cái bài này người ta muốn nói. Nó không chỉ đơn thuần là một cái câu nào đó hay là một cái phần nào đó, mà mình sẽ cần phải tổng hợp ý rồi tận dụng tối đa cái khả năng hiểu về các cái đại từ chỉ thị này để mà có thể liên kết được các cái ý với nhau và tìm ra được cái đáp án đúng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.